Giám đốc điều hành về hoạt động thương mại của Công thức 1, ông Sean Brochus, cho biết đang làm việc với chính quyền Hà Nội để đưa cuộc đua tới Việt Nam trong vòng vài năm tới, theo AP. Thời gian qua đã xuất hiện đồn đoán rằng cuộc đua ở Hà Nội sẽ được tổ chức ngay mùa tới, nhưng ông Brochus bác bỏ điều này. Như vậy, Việt Nam nhiều khả năng sẽ gia nhập nhóm các nước đăng cai cuộc đua xe tốc độ cao như Azerbaijan, Nga và Bahrain, dù chưa từng có kinh nghiệm tổ chức một giải đấu nào như vậy. Ông Brochus nói với AP rằng cuộc đua trên đường phố trung tâm ở Hà Nội sẽ thu hút số lượng lớn người hâm mộ, cũng như mang tới hình ảnh tuyệt vời trên truyền hình. Ngoài Hà Nội của Việt Nam, Bắc Kinh cũng có thể là một địa điểm ở châu Á đăng cai giải đấu công thức 1 ở Trung Quốc sau thành phố Thượng Hải, theo AP. Giải F1 được cho là tạo ra doanh thu cao hơn cả Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Ủy ban Olympic quốc tế. Theo AP, tổ chức đăng cai giải đua sẽ phải trả chi phí khoảng từ 50 tới 60 triệu đô la một năm. Và ông Brochus cho biết rằng 19 trong số 21 cuộc đua được chính phủ trả tiền đăng cai. Hiện chưa rõ ngày phản ứng của chính quyền Hà Nội.